Bạn làm xét nghiệm phát tê phospholipid nội tiết viêm giáp khi làm dưa bầu hay khi hai bạn mới làm các tiền sử hai lần qua lưu nhỏ? Những cái tiền nguyên nhân thì chúng ta nên tìm trước khi chúng ta mang thai, bởi vì là khi chúng ta biết chúng ta có hội chứng kháng phospholipid hoặc chúng ta có cái viêm giáp tiền mãn Hashimoto thì chúng ta sẽ khởi đầu điều trị trước khi chúng ta có thai, và chúng ta sẽ duy trì điều trị tối thiểu là ít nhất là tới thai 11-12 tuần thì như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên nếu như mà bạn đã có thai trở lại ha, thì chúng ta vẫn có thể làm xét nghiệm để chúng ta biết được cái tình trạng chúng ta là có viêm giáp tiền mãn hay không, để sử dụng thuốc nội tiết hoặc chúng ta có thể làm kháng phospholipid. Tuy nhiên là các kết quả trong lúc mang thai thì nó sẽ không chính xác cho bạn. Cái viêm giáp tiền mãn Hashimoto cũng vậy, khi bạn đang mang thai bạn thử anti-TPO thì cái khả năng nó tăng do bản thân cái thai nó sẽ làm tăng anti-TPO. Bởi vì bản thân cái thai của chúng ta nó chính là vật lạ đối với cơ thể nhà mẹ, thì cơ thể chúng ta luôn có một xu hướng đối đầu với là các phôi thai. Cái sự hòa hợp nó chỉ diễn ra khi cả hai cùng nhường nhau. Trận chiến chúng ta chỉ có hòa bình khi cả hai cùng nhường nhau, thì như vậy mẹ và con mới cùng phát triển được. Nếu như cơ thể người mẹ quá mãnh liệt đối với các phôi thai, không hòa hợp với phôi thai thì thai sẽ không phát triển, ngừng phát triển thai hoặc là sảy thai. Và ngược lại, nếu như mà cái phôi thai nó phát triển quá mức thì đôi khi nó có thể dẫn tới những vấn đề do cái cơ thể người mẹ rối loạn những cái chuyển hóa cơ thể người mẹ, chẳng hạn như có thể tiểu đường, cao huyết áp, vân vân các bạn ha, và kể cả bệnh lý tuyến giáp.